Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Không còn những tiếng nói trung thực, quốc hội trở nên điều hiu. Ngày 30 tháng 11, blogger Trần Hiếu Chân có bài Một quốc hội điều hiu đăng trên AFA tiếng Việt. Tác giả nhận xét thắng lợi nhãn tiền của Bộ Công an và các cơ quan tư pháp là đã tạm thời tạo thành được đội ngũ phản biện chói tai tại nghị trường. Những buổi chất vấn ở quốc hội từ nay sẽ điều hiu buồn tẻ. Tác giả cho biết Phó bàn dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng sổ khám hơn 10 ngày nay mà báo chí nhà nước không cho biết thêm thông tin gì. Tiếng nói của ông, tiếng nói phê phán trực tiếp công an và kiểm sát từ nay sẽ không còn được cất lên ở chốn nghị trường. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn dịp này chỉ bàn về những vấn đề từng được chất vấn và giám sát trước đây chứ không bàn về những vấn đề đang nổi cộm lên hiện nay. Tác giả nhận xét, leo lái chương trình theo cách nói trên, Chủ tịch Quốc hội đã tạo điều kiện cho các đại biểu né tránh được những đề tài đang gây sốc trong công luận. Đặc biệt nhất là hai scandal hiện đang nóng như hỏa diệm sơn, vụ bắt giam ông Lưu Bình Nhưỡng và vụ án Tây Đình, Trường Mỹ Lan, Vàng Thịnh Pháp. Trong khi các trang mạng xã hội và dư luận trong công chúng thì đang sôi sùng sục các ông bà nghĩ có đầy đủ lý do để phú lĩnh các đề tài này vì nghị trình chất vấn chưa cho phép đề cập đến những vấn đề nóng đang nổi lên hiện nay. Tuy nhiên, những slogan quen thuộc thì vẫn được mạng xã hội giống lên. Nhìn gương mặt ông Lưu Bình Nhưỡng, nhiều cử tri tự hỏi, đấu tranh rồi tránh đâu. Hoặc một cán bộ cao cấp, đại biểu quốc hội còn vậy thì dân đen sẽ ra sao? Nhưng tác giả cho rằng quốc hội càng điều hiu bao nhiêu thì mạng xã hội và báo đài quốc tế càng sôi sụt bấy nhiêu. Một ngày sau khi ông Nhưỡng bị bắt khẩn cấp, AFA có ngay phóng sự dài, phản ánh tâm trạng của dân chúng. Một người dân cho rằng, cứ mỗi lần chuẩn bị nhân sự của đảng cho nhiệm kỳ mới là lại có những vụ án gây chấn động dư luận. Đồng thời người này giải thích, công an bắt ông Lưu Bình Nhưỡng là vì ông đã va chạm quá nhiều đối với những lực lượng siêu quyền lực ở Việt Nam. Người ta muốn ông im lặng trước đại hội 14. Hình ảnh không ai tin ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì cưỡng đoạt tài sản. Như vậy, tác giả bình luận, cái đích mà đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới trong việc bắt phó ban dân nguyện không chỉ là để bịt mồm các đại biểu muốn chuyển tải lòng dân lên quốc hội, mà đảng còn muốn nhắm tới một tương lai xa hơn đó là dọn dẹp bãi đáp cho chuyến bay chi chát quyền lực trong nội bộ. Còn đối với vụ Vạn Thịnh Phát, tác giả cho hay, từ cách đây hơn một năm, nhà báo Trần Đông A đã từng bình luận trên VOA, đảng và nhà nước đang sử dụng Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho trò chơi vương quyền của mình. Ngay cả một vài tờ báo mậu dịch cũng tìm cách xé rào, sử dụng ý kiến thảo luận từ các đại biểu hoặc các cuộc phỏng vấn tại hành lang quốc hội để báo động cho công luận về bản chất các vụ án chứ không chỉ dừng lại ở những tảng băng trôi trên bề mặt tóm lại tác giả kết luận đảng cộng sản muốn thông qua các công cụ của mình là công an và tư pháp để bằng mọi giá phải tạo thanh cho được đội ngũ phản biện chói tai tại nghị trường bất chấp sự công phẫn của xã hội bởi vì não trạng hiện nay của lãnh đạo đảng cộng sản là càng có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và phương Tây thì càng phải tăng cường bắt bớ và đàn áp đến mức xóa sổ được xã hội dân sự cũng như những tiếng nói trung ngôn ngay trong nội bộ đảng ra khỏi sinh hoạt chính trị của đất nước. Tuy nhiên, những đợt sống hoại diệm sơn trong lòng chế độ khó có thể dập tắt bằng bạo lực và trấn áp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin không còn những tiếng nói trung thực, quốc hội trở nên điều hiu. Người chống tham nhũng Trần Minh Lợi bị bắt lần hai. Ngày 1 tháng 12, AFP tiếng Việt loan tin Facebooker Trần Minh Lợi bị bắt giam với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Theo đó, ông Trần Minh Lợi, 55 tuổi, người từng nổi tiếng với Facebook diệt giặc nội xâm vừa bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam vào ngày 1 tháng 12 với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Truyền thông nhà nước vào cùng ngày cho biết công an đồng thời đã khám xét nhà của ông Lợi tại huyện Cư Quyên. AFA cho biết ông Lợi mới ra tù vào năm 2020 sau khi thụ án 4 năm 6 tháng với cáo buộc đưa hối lộ trong một vụ án mà ông một mực kêu oan và khẳng định ông chỉ đấu tranh với tệ nạn tham nhũng tràn lan hiện nay. Theo AFA, báo nhà nước trích dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết sau khi ra tù, ông Lợi lập Facebook Trần Minh Lợi và công ty tư vấn nhận hỗ trợ pháp lý cho nhiều người dân. Trên trang cá nhân, ông Lợi thường xuyên livestream nói về các vụ việc mà ông nhận hỗ trợ hoặc khi làm việc với các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhà chức trách cáo buộc những nội dung này là không đúng, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Hình ảnh bản tin trên AFA. Vẫn theo AFA, trước đây, vào năm 2016, ông Lợi lập trang Facebook diệt giặc nội xâm và thu thập tài liệu chứng cứ tố cáo các hành vi sai phạm, nhận hối lộ của nhiều cán bộ công chức. Ông Lợi đã từng bị bắt giam và kết án từ hồi năm 2017 về tội đưa hối lộ trong một vụ án đánh bạc ăn tiền. Ông Lợi bị cáo buộc đã xúi người nhà của một người đánh bạc bị bắt, đưa 60 triệu đồng cho một cán bộ công an để được tại ngoại. Việc đưa tiền này bị quay phim và ghi âm lại. Vị cán bộ công an bị khởi tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tương thuộc về vụ án mà ông Trần Minh Lợi bị kết án vào năm 2017, Việt Nam Net cho hay. Theo cáo trạng, vào tháng 1 năm 2016, Công an huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang 6 người đàn ông đang đánh bạc với tình thức sóc đĩa, tăng vật thu được là 4,09 triệu đồng. Người nhà của những người trên gồm ông Nguyễn Xuân An, ông Huỳnh Kim Cao Trí, bà Huỳnh Thị Cao Thương, bà Trương Thị Lan và bà Nguyễn Thị Tý đã tìm cách để bảo lãnh xin cho người thân được tại ngoại. Hình ảnh Việt Nam Net tường thuật về vụ án của ông Trần Minh Lợi vào năm 2017. Thông qua mạng xã hội Facebook, ông Nguyễn Xuân An biết ông Trần Minh Lợi lập trang cá nhân phòng chống tham nhũng nên liên lạc nhờ giúp đỡ. Ông Trần Minh Lợi đã hướng dẫn ông Nguyễn Xuân An cách ghi âm, ghi hình để làm bằng chứng tố cáo tiêu cực. Ban đầu ông An từ chối vì sợ ảnh hưởng đến bản thân. Tuy nhiên, Trần Minh Lợi đã nhiều lần thuyết phục và phân tích hành vi đánh bạc của người dân tại Đắk Miêu rất nhẹ, sẽ không bị truy tố, nên ông An yên tâm và nghe theo lời ông Lợi. Được sự hướng dẫn của ông Lợi vào ngày 21 tháng 1 năm 2016, ông An, ông Trí và bà Tý đã gặp Lãnh Thanh Bình, công an huyện Đắk Miêu ở quán cà phê và đưa cho Bình tổng cộng 60 triệu đồng, đồng thời ghi âm, ghi hình sự việc. Sau khi có các đoạn ghi âm, ghi hình, ông Lợi không tố cáo ngay, mà dùng các tài liệu này đe dọa khống chế lãnh thanh bình để tác động cho các người bị bắt vì đánh bạc được tại ngoại. Điều trớ trêu là kẻ nhận hối lộ lãnh thanh bình thì bị án 1 năm 6 tháng tù treo về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong khi, người tố cáo tiêu cực là ông Trần Minh Lợi thì bị 4 năm 6 tháng tù giam. Đây có thể coi là sự trả thù của công an đối với người chống tham nhũng tiêu cực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Người chống tham nhũng Trần Minh Lợi bị bắt lần 2. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê